6. Phẩm xương dương công đức. Lúc bấy giờ Phật bảo Trời Đế Thích: "Đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói." Kiểu thi ca: "Nếu các thiện nam thiện nữ vân vân nào không xa lìa tâm trí nhất thiết trí, dùng vô sở đắc làm phương tiện đối với kinh điển Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm này, mà trí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, tinh cần tu học, suy nghĩ đúng lý, tuyên thuyết rộng rãi cho hữu tình, hoặc viết chép dùng nhiều vật báu trang sức, lại đem tràng hoa thượng diệu cho đến đèn sáng mà cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, sẽ được vô lượng vô biên phước đức không thể nghĩ bàn, không thể tính cả." Vì sao? Kiều thi ca: "Vì nhờ Bát Nhã Ba La Mật Đa này có thể thành tựu tất cả trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, như là ứng chánh đẳng giác, cũng có thể thành tựu năm Ba La Mật Đa là bố thí, vân vân, cũng có thể thành tựu pháp nội không cho đến pháp vô tính, tự tính không, cũng có thể thành tựu chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, cũng có thể thành tựu cảnh giới đoạn cho đến cảnh giới vô vi, cũng có thể thành tựu thánh đế khổ tập diệt đạo, cũng có thể thành tựu 37 pháp bồ đề phần, cũng có thể thành tựu 4 tịnh lự, 4 vô lượng, 4 định vô sắc, cũng có thể thành tựu 8 giải thoát, 9 định thứ đại, cũng có thể thành tựu 3 môn giải thoát, cũng có thể thành tựu tịnh quán địa cho đến Như Lai địa, cũng có thể thành tựu cực hỷ địa cho đến pháp vân địa, cũng có thể thành tựu 5 loại mắt, 6 phép thần thông, cũng có thể thành tựu 10 lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng, cũng có thể thành tựu pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, cũng có thể thành tựu pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma địa, cũng có thể thành tựu việc giáo hóa hữu tỉnh, trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật, cũng có thể thành tựu thanh văn độc giác và vô thượng thừa, cũng có thể thành tựu quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật." Do đó, kiểu thi ca: "Nếu các thiện nam thiện nữ vân vân nào không xa lìa tâm trí nhất thiết trí, dùng vô sở đắc làm phương tiện đối với kinh điển Bát Nhã Ba La Mật Đa Thâm Thâm này, mà trí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, tinh cần tu học, suy nghĩ đúng lý, tuyên thuyết rộng rãi cho hữu tình, hoặc viết chép dùng nhiều vật báu trang sức, lại đem tràng hoa thượng diệu cho đến đèn sáng mà cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, đem phước xây dựng tháp ở trên, so với phước đức này thì không bằng 1%, không bằng 1/1000, cho đến không bằng 1/1 cực nhỏ." Vì sao? Kiểu thi ca: "Vì nếu kinh điển Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm này mà an trụ trong lòng người ở châu thiện bộ, thì Phật bảo, pháp bảo, tăng bảo ở thế gian thường còn không bị mai một. Do nhân duyên này ở thế gian thường xuất hiện 10 thiện nghiệp đạo, hoặc 4 tịnh lự, 4 vô lượng, 4 định vô sắc, hoặc bố thí Ba La Mật Đa cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa, như vậy cho đến trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, hoặc đại tộc sát đế lợi, đại tộc Bà La Môn, đại tộc trưởng giả, đại tộc cư sĩ, hoặc trời tứ đại thiên vương cho đến trời phi tưởng, phi phi tưởng xứ, hoặc thanh văn độc giác, vô thượng đại thừa, hoặc quả dự lưu cho đến độc giác bồ đề, hoặc đại bồ tát giáo hóa hữu tình, trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật, và tu các hạnh nguyện của đại bồ tát, hoặc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Như Lai ứng chánh đẳng giác, chuyển pháp luân vi diệu độ thoát là hữu tình. Như vậy cho nên thắng sự thường không bị mai một." Lúc bấy giờ trời tứ đại thiên vương ở 3000 đại thiên thế giới và chư thiên ở thế giới Khảm Nhẫn cho đến trời sắc cứu cánh đồng thanh bạch với trời Đế Thích: "Đại tiên, đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa này thường nên lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, tinh cần tu học, suy nghĩ đúng lý, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen. Vì sao? Vì nếu có thể đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa này trí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, tinh cần tu học, suy nghĩ đúng lý, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, thì tất cả ác pháp sẽ bị tổn giảm, thiện pháp được tăng trưởng lợi ích, cũng làm cho tất cả chúng trời được tăng trưởng, còn bè đảng Atula bị tổn giảm, cũng làm cho tất cả con mắt Phật Pháp Tăng thường không bị tổn giảm, làm cho tất cả hạt giống Phật Pháp Tăng thường không bị đoạn tuyệt. Đại tiên nên biết, do hạt giống Tam Bảo không bị đoạn tuyệt, nên thế gian mới có bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát Nhã Ba La Mật Đa, cũng có pháp nội không cho đến pháp vô tính, tự tính không, cho đến cũng có trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, cũng có quả dự lưu cho đến độc giác bồ đề, cũng có đại bồ tát hành quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật,
cũng có thành phần độc giác Bồ Tát Như Lai ứng chánh đẳng giác. Vì vậy đại tiên thường nên đối với bát nhã ba la mật đa sâu xa này, trí tâm lắng nghe thọ trì đọc tụng, tinh cần tu học, suy nghĩ đúng lý, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen. Bấy giờ Phật bảo trời Đế Thích: Kiểu Thi Ca, ông nên đối với bát nhã ba la mật đa sâu xa này trí tâm lắng nghe thọ trì đọc tụng, tinh cần tu học, suy nghĩ đúng lý, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen. Vì sao? Vì nếu Atula và bè đảng ác của chúng khởi ý nghĩ như vậy, chúng ta phải chiến đấu với chư thiên, thì lúc đó chư thiên và quyến thuộc của các ông phải nên trí thành tụng niệm bát nhã ba la mật đa sâu xa như vậy và cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen. Khi ấy Atula và bè đảng ác của chúng vừa khởi ác tâm, liền tự tiêu diệt. Còn nếu năm tướng suy của các thiên tử hoặc thiên nữ hiện ra, tâm họ hoảng hốt kinh hãi, lo sợ lúc chết sẽ đọa vào các đường ác, bấy giờ chư thiên và quyến thuộc các ông phải đến trước những vị ấy mà trí thành tụng niệm bát nhã ba la mật đa sâu xa. Lúc ấy các thiên tử hoặc thiên nữ kia nghe sức mạnh thiện căn của bát nhã ba la mật đa này, sanh lòng tin thanh tịnh đối với bát nhã ba la mật đa này, thì năm tướng suy mất, thân tâm được an ổn. Giả sử họ có qua đời, cũng được sanh trở về chỗ cũ, hưởng sự giàu sang, sung sướng ở cõi trời hơn lúc trước bội phần. Vì sao? Vì phương lực nghe đọc và tin tưởng bát nhã ba la mật đa này rất lớn. Kiểu Thi Ca, nếu các thiện nam, thiện nữ, vân vân, hoặc các thiên tử và thiên nữ, dù chỉ nghe qua một lần sức thiện căn của bát nhã ba la mật đa sâu xa này, nhất định chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Vì sao? Vì chư Phật và các đệ tử trong ba đời đều học bát nhã ba la mật đa sâu xa như vậy, đã đang sẽ thật sự chứng đắc sự cầu quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, nhập vào cảnh giới vô dư y niết bàn. Vì sao? Kiểu Thi Ca, vì bát nhã ba la mật đa sâu xa thâu nhiếp khắp tất cả, thâu nhiếp đầy đủ pháp phần bồ đề, pháp thanh văn, pháp độc giác, pháp bồ tát, pháp như lai. Khi ấy trời Đế Thích liền bạch Phật: Bát nhã ba la mật đa sâu xa là đại thần chú, là đại minh chú, là vô thượng chú, là vô đẳng đẳng chú, là vua của tất cả chú, tối tôn tối thắng, tối thượng tối diệu, có thể điều phục tất cả nhưng không bị tất cả hàng phục. Vì sao? Vì bát nhã ba la mật đa sâu xa có thể diệt trừ tất cả pháp ác bất thiện, có thể viên mãn tất cả thiện pháp thủ thắng.